cha đang dạy tương lai đẹp trên đường tango. Lãng mạn như pháp bước tới phía đủ vàng, để tim mình ngọt như là mango. Chuyện đang cầm vết như cả túi và trang sức, để trong này sặc sỡ như là sang hô. Việc gì làm boss thì ngày credit to, muốn gì làm người đẹp nên cứ mang vô. Trong tối hôm qua, ban lãnh đạo của Real Madrid đã bất ngờ đến gặp mặt Bellingham tại Đức để làm rõ quan điểm của cầu thủ này. Sau những giờ đàm phán căng thẳng, tờ AS cho biết phía Real Madrid đã thuyết phục thành công Bellingham gia nhập đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Tờ Marca còn cho rằng nắm được tâm lý của Bellingham, Real Madrid sẽ mở những cuộc đàm phán chính thức với ban lãnh đạo Dortmund trong một vài ngày tới, để được xem như tin tức tích cực đầu tiên về thương vụ bóng tấn lớn nhất mùa hè tới. Chẳng còn em chẳng có tay ai vỗ về. Anh sợ khi em nói câu chia tay phù phàng. Sợ duyên chưa hợp mà tình lại lìa tan. Sợ tình mình mong anh sau cơn mưa sẽ vỡ tan tành. Sợ em thôi theo ai em xa rời anh. Sợ đắng đầy nếu như tình mình còn không may. Sợ chúng không được những ngày ta đi ngược. Của giám đốc Hoàng Anh do Casillo. Anh dần ra dáng của một người thủ quân mẫu mực, thì không bao giờ đầu hàng, cống hiến tất cả cho đội bóng. Và nếu nhận phải thất bại, thì cũng chẳng vứt tấm băng trên cánh tay xuống đất. Anh luôn trân trọng nhiệm vụ và công việc mà mình đang làm. Ở màn chạm trán Real Betis tại trận lượt đi vòng 1/8 Europa League vừa qua, chiến lược gia người Hà Lan vẫn giữ nguyên 11 cái tên trong đội hình xuất phát trước Liverpool, nhằm thử thách các cầu thủ sẽ đứng dậy như thế nào sau thất bại. Đồng thời đây còn là những quân bài tốt nhất có trong tay ông. Với vai trò đội trưởng, Bruno Fernandes là người dẫn đầu toàn đội bước ra khỏi đường hầm Old Trafford. Anh không thể nào em ơi, tất cả yêu thương giờ vỡ tan rồi. Không thể em ơi, phải chỉ đừng nói yêu nhau sau này. Em đừng buông tay, anh không thể.
chúng ta không còn nhiều thời gian. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của ta. Ta chiến đấu đến phút chót chứ. Trước ngày đến Chelsea 1 năm, Lampard đã mời học viện Coham, một tài năng trẻ vô cùng sáng giá. Kèm với đó là lời hứa sẽ tận tâm đào tạo con trai này thành tài. Thế rồi chàng trai trẻ ấy, vì được tín nhiệm trên mức bình thường, đã được đặt cho cái danh xưng con cưng nhà Lampard. Trước khi anh cho tất cả thấy giá trị bản thân lên đến nhường nào, chúng ta đang nhắc về Mason Mount, đứa con cưng quý báu của Chelsea. Thế thì ngồi xuống đây để tôi kể cho một huyền thoại. Adriano Leite Ribeiro, gọi tắt là Adriano, gọi đủ là hoàng đế, gọi hoang dã là quái vật, từng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất về thế giới bóng đá. Sở hữu tốc độ kinh hoàng, sự can lướt vượt trội và đặc biệt là lực sút 99 huyền thoại. Adriano mà đã đóng thì chỉ có rách lưới. Những pha sút xa bằng chân trái của Adriano là cái tát vào mặt vật lý. Của tôi trên sân khấu quốc tế là một điều đã thay đổi không chỉ cuộc sống của tôi mà còn là chính tôi. Vận may khi trở thành người xứ Wales và được chọn để chơi và đội trưởng xứ Wales đã mang lại cho tôi một điều gì đó không thể so sánh với bất cứ điều gì tôi đã trải nghiệm. Tôi rất vinh dự và khiêm tốn khi có thể đóng góp một phần trong lịch sử của đất nước đáng kinh ngạc này. Dưới bàn tay của chiến lược gia người Hà Lan, Alejandro Garnacho đã có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của mình. Sau 29 trận đấu trên mọi đấu trường của đội 1 Man United mùa giải năm nay, tài năng trẻ 18 tuổi đã có được 4 bàn thắng cùng với 5 đường kiến tạo. Một con số khá ấn tượng khi anh không thường xuyên xuất hiện trong đội hình xuất phát, mà chỉ là phương án dự bị chất lượng ở một vài thời điểm. Cựu thuyền trưởng Ajax đã rất cẩn trọng trong việc sử dụng cậu học trò. Do đã có quá nhiều kinh nghiệm về công tác đào tạo trẻ, ông đã không đặt nặng áp lực lên cậu nhóc sinh năm 2004, mà từng bước để anh làm quen với hệ thống chiến thuật, bầu không khí ở Premier League. Hoa lộng